lời chứng của mục sư Kenzo Asushi ở Denver 2. Những tiết lộ thuộc linh phần 2. Sự biến đổi. Tôi đã cầu nguyện lên Chúa. Chúa Jesus nói với tôi, tôi tớ ta, ta muốn trút sự sức dầu của ta, nhưng ta cần một sự đổi mới và phục hưng từ hội thánh của ta để nhân lên những điều kỳ diệu của ta. Ta muốn làm cho dân sự ta trở thành một lực lượng chống lại điều ác những việc làm của xác thịt không thay đổi bất cứ điều gì tốt đẹp trong cuộc sống của họ bởi vì những việc làm của xác thịt là tội lỗi các công việc của linh hồn ta biến đổi và dẫn đến vinh quang của ta sự xuất hiện và tầm quan trọng trong xã hội không có giá trị gì đối với ta nhiều người tìm kiếm vị trí và địa vị tôi quan tâm đến sự cứu rỗi của họ hãy bảo họ tìm kiếm sự xuất hiện thuộc linh mà sẽ để lại hình ảnh và chân dung của ta trong họ đó là điều quan trọng đối với ta bất cứ điều gì làm đẹp lòng thế gian đều không làm ta hài lòng ta không muốn thế gian nhìn thấy các tôi tớ của ta bằng địa vị nhưng để thấy ánh sáng của ta trong cuộc sống của họ các đặc vụ của ma quỷ đã hy sinh mạng sống để tiêu diệt loài người ta muốn dân ta tiến lên xâm chiếm những vùng lãnh thổ xấu xa đó khiến dân chúng bị giam cầm tôi đã trao quyền cho hội thánh của tôi để cung cấp cho họ vũ khí thuộc linh để họ có thể diễu hành nhiều người không nhận ra vũ khí mà họ có sợ hãi sẽ không để họ tiếp tục hãy nói với dân ta rằng hãy từ bỏ thời trang của thế giới này họ phải khác với thế gian và bình đẳng với ta cô dâu của ta là một phần của ta được liên kết qua huyết của ta cũng giống như một người nam và một người nữ nhượng bộ hôn nhân và trở thành một ta đoàn kết với hội thánh của ta, và chúng ta cùng nhau trở thành một. Từ xương sườn của Adam được lấy ra khi anh ngủ thiếp đi để Eva được tạo ra. Từ xương sườn của tôi rời khỏi nhà thờ, khi tôi chết trên thập tự giá của Canvary. Con cảm thấy những nỗi đau sinh nở cho sự ra đời của dân sự ta. Ta muốn có sự hiệp nhất thuộc linh, và hầu cho dân sự của ta ban sự liên tục cho công việc của các sứ đồ. Tôi muốn có một giáo hội thống nhất các sứ đồ của tôi đã xây dựng nhà thờ, và ai sẽ nâng những viên gạch cuối cùng của tòa nhà đó là bạn. Tôi không muốn các mục sư tìm kiếm tư cách thành viên. Tôi không quan tâm đến đám đông, bảo họ làm một nhà thờ thánh, để tôi có thể đến và lấy chúng. Tôi đã chuyển tất cả những điều mặc khải này cho các nhà thờ bất cứ nơi nào tôi đến. Hồi sinh Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi trong khải tượng một hội thánh khác cầu nguyện cho sự phục sinh những con quỷ đã chiến đấu chống lại nhà thờ này đặt ra những trở ngại để không nhận được sự hồi sinh những con quỷ đã đặt ra những rào cản trong các mối quan hệ và cuộc sống tài chính của chúng để chuyển hướng sự chú ý của chúng khỏi sự hồi sinh và quan tâm đến các vấn đề của chúng họ bắt đầu trải qua những thử thách lớn trong nhà của họ và không đi đến lời cầu nguyện phục hưng trong nhà thờ họ bị mắc kẹt trong những khó khăn của họ tất cả đều ngừng cầu nguyện và ớn lạnh Họ đã không được chuẩn bị để nhận được quyền năng từ thiên thượng và những lễ sức dầu thuộc linh. Các rào cản của vợ chồng và gia đình, cùng với tình hình tài chính, đã ngăn cản họ tiếp cận với Chúa nhiều hơn và chinh phục chiến thắng của họ. Họ đã thất bại trong việc thực hiện sự hồi sinh mà họ tìm kiếm. Mong muốn của họ đã bị chặn lại bởi những thử thách, những con quỷ có thể áp đặt khó khăn và họ đã không chiến thắng. Chúa Giêsu phán bảo tôi nếu họ không bỏ cuộc ta đã bắt một số anh em và làm cho tất cả những người đó có quyền năng chúa dêu đã chỉ cho tôi một nhà thờ khác đó là tiến hành chiến tranh chống lại quân đoàn ma quỷ những người của nhà thờ này là một gia đình tâm linh đoàn kết và được kết nối trong cây nho là chúa dêu được gây dựng trong sự thật họ không phải là một gia đình huyết thống mà là một gia đình tâm linh mà huyết của họ trói buộc họ là huyết của chúa dêu Vũ khí tấn công của nhà thờ này là truyền giáo. Họ xâm nhập vào lãnh thổ của những con quỷ và tấn công bằng lời và cầu nguyện trong nhà của người dân. Họ đã cảnh giác đối với Đức Chúa Trời và được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh và quyết tâm bước đi trên con đường chông gai của Chúa Giêsu và ở lại cho đến cuối cùng. Họ đã không từ bỏ nghịch cảnh, họ không ngừng chiến đấu cho các linh hồn, họ có sự lãnh đạo tuyệt vời và những người chiến thắng linh hồn tuyệt vời những con quỷ đã cố gắng ngăn chặn và gây bất ổn cho những chiến binh này bằng những chướng ngại vật xấu xa nhưng chúng đã vượt qua và vượt qua chúng đội quân nhỏ bé này được thành lập đã được chuẩn bị để phá hủy các pháo đài xấu xa trên trái đất đức thánh linh đã ban thẩm quyền cho nhà thờ nhỏ bé này để đặt những con quỷ dưới chân chúng với quyền hạn của mình họ đã trục xuất những con quỷ và gửi chúng ra ngoài súng của họ đến từ thượng đế Họ sống cầu nguyện, từ bỏ thế gian để phá vỡ luật pháp xấu xa, thực hành sự thánh thiện và quyết tâm đi theo Chúa Giêsu đến cùng. Họ có sức đề kháng lớn trước áp lực của ma quỷ và chịu đựng những thử thách. Nhà thờ lòng. Chúa Giêsu đã phán với tôi, trong một cuộc chiến thuộc linh, những ai không được trang bị vũ khí thuộc linh của Đức Chúa Trời sẽ bị chi phối bởi tội lỗi và bị ma quỷ bắt làm nô lệ. Họ giam cầm các nhà thờ trong chuỗi tâm linh nhiều cơ đốc nhân bị giam cầm. Chúa Giêsu đã cho tôi thấy trong khải tượng về sự nô dịch của ma quỷ đối với các nhà thờ. Họ bị xiềng xích bởi tội lỗi, tất cả đều là tù nhân của quân đoàn. Những con quỷ giam cầm toàn bộ nhà thờ trong một cái lồng lớn màu đen. Tôi thấy các nhà thờ khác, nơi những con quỷ đi trong hội trường của họ. Họ vũ khí thuộc linh của Đức Chúa Trời sẽ bị chi phối bởi tội lỗi. Chúa Giêsu đã cho tôi thấy rằng hội thánh này yếu đuối, không được trang bị áo giáp thuộc linh để chống lại cái ác. Chúa Giêsu đã nói với tôi, các hội thánh ngày nay có số lượng lớn cơ đốc nhân, nhưng họ không có điều kiện tâm linh để chiến đấu với thế giới vì hai lý do. Họ đã không từ bỏ thế giới. Họ vẫn được kết nối với những thú vui và bị suy yếu trong tội lỗi. Lý do khác là họ không thích cầu nguyện điều này khiến đôi mắt thuộc linh của họ khó được mở ra nếu không có lời cầu nguyện họ không có thẩm quyền chống lại cái ác không có lời cầu nguyện họ trở nên lạnh lùng tấm lòng của họ tràn đầy những ước muốn xác thịt họ trở nên chán nản họ không thể thống trị xác thịt của họ nếu không có sự cầu nguyện và thánh thiện họ sẽ mất đi những chiến lược đánh bại ma quỷ nhà thờ không cầu nguyện là lạnh lẽo họ không có ân tứ của Đức Thánh Linh. Tầm nhìn thuộc linh của nó không mở ra, dân chúng ở xa ta, không thể vượt qua xác thịt và là những tín đồ đầy xung đột. Các quân đoàn sợ hãi một hội thánh mặt đầy quyền năng, đó là cầu nguyện, hạ mình trước mặt ta và làm theo ý muốn của ta. Các hội thánh nghĩ rằng họ tự cung tự cấp, không tìm kiếm khuôn mặt của ta, là mục tiêu dễ dàng cho ma quỷ. Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi một hội thánh khác. Họ đã không bận tâm đến tội lỗi. Họ phủ phục trước thế gian, tội lỗi đã chinh phục con người đó. Đội quân Kitô giáo này không có tướng chiến tranh, đó là Đức Thánh Linh đã di chuyển đi. Những chiến binh này không còn có đôi tai tinh thần. Họ mất đi sự nhạy cảm khi nghe tiếng nói của Chúa. Đức Thánh Linh thậm chí đã loại bỏ khỏi dân tộc đó, cảnh báo về sự xấu xa và nguy hiểm của Satan, nhưng tội lỗi đã làm điếc tai và mù quáng cho mọi người đó. Chúa Giêsu đã cho tôi thấy tình huống thuộc linh của hội thánh đó. Tay của họ đều bị xích lại, và những con quỷ đã giữ những sợi xích đó và kéo họ xuống vực thẳm. Họ thiếu sức mạnh để chống trả. Tội lỗi trong cuộc sống của họ đã suy yếu và lấy đi sức mạnh của họ. Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi một nhà thờ với khoảng 500 thành viên và tiết lộ thực tế thuộc linh của họ. Tất cả quân đội này đều không có vũ khí bàn tay của họ trần truồng và không có thanh kiếm của thánh linh. Những con quỷ không sợ hãi nhà thờ này. Trong một khải tượng khác, tôi thấy ma quỷ muốn làm suy yếu lực lượng của các Kitô hữu chân chính. Satan đang chuẩn bị các cuộc tấn công cuối cùng của họ chống lại các nhà thờ. Mục tiêu của họ là những người cam kết với lẽ thật và sống theo lời. Satan đã lên kế hoạch sử dụng một số giáo hội này để kích động một cuộc nổi loạn chống lại giáo lý đúng đắn và ủng hộ cải cách giáo lý và chủ nghĩa tự do hiện đại. Satan đầu tư mưu trí của mình để chia rẽ dân chúng của các hội thánh, chia rẽ thân thể của đấng Christ, gây ra sự nổi loạn chống lại lẽ thật. Những nhóm này nổi loạn đã rời bỏ nhà thờ và thu hút một đám đông đi với họ, để mở cửa các đền thờ, và áp đặt các giáo lý xác thịt của họ và không thỏa hiệp với lẽ thật, theo trái tim vô ích của họ sự sụp đổ của một người đàn ông của Thiên Chúa Tiền Bạc. Tôi sẽ báo cáo sự sụp đổ của một cơ đốc nhân, của những người theo giáo hội mục vụ của Đức Tin. Nhà thờ này gần nơi ở của tôi. Tôi đã có niềm vui để phục sự ở đó, và để biết rằng người đàn ông vĩ đại của Chúa là người đã đi lạc lối. Trước sự sụp đổ của nhà truyền giáo này, Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi thấy Satan ngồi vào bàn với ba con quỷ trưởng, thiết lập một kế hoạch để lật đổ người đàn ông này của Thiên Chúa. Anh ta rất được áp dụng trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, tất cả những điều này đã thu hút sự chú ý của những con quỷ và làm phiền chúng. Người đàn ông này đã làm tất cả mọi thứ mà lời Chúa ra lệnh. Ông đã có một màn trình diễn tâm linh tuyệt vời trong lời cầu nguyện chăm chỉ và dâng hết sức mình cho Đức Chúa Trời trong công việc. Đời sống tinh thần của anh ta đã ổn định không có gì làm anh ta suy yếu và lật đổ anh ta. Ông đã vượt qua những thử thách của gia đình mình và duy trì một mức độ thuộc linh mà không buông bỏ sự sức giàu của mình. Anh ta nhận ra rằng anh ta cần đức thánh linh và có mối quan hệ thuộc linh với ngài, tình bạn của anh ta sâu thẳm đến đầu gối và anh ta không bị ảnh hưởng bởi các tiên tri giả. Ông là một người đàn ông có kỷ luật và được truyền bá bởi lời, người đã sống những gì mọi người gặp khó khăn trong việc thực hành. Nhà thờ của mục sư của anh ta có rất nhiều người vì anh ta. Nhà thờ sống sót và không đóng cửa, vì chức vụ của ông đã xây dựng người dân. Cơ đốc nhân này đã được đào tạo về giáo lý âm thanh, một công nhân chất lượng, một người đàn ông khởi xướng để làm công việc, sẵn sàng trả giá cho tin mừng, một người thực hành những việc tốt, một người chịu trách nhiệm về công việc với một kiến thức kinh thánh tuyệt vời. Chúa Giêsu đã ban cho ông khả năng thuộc linh để làm công việc này người đàn ông này rất giàu có về mặt thuộc linh được thúc đẩy bởi lời vẻ mặt vui vẻ của anh ta không bị đánh bại ngay cả với những gì anh ta có ít ỏi mặc dù ông bị thương bởi sự ngược đãi của nhiều cơ đốc nhân ông sẽ không mở miệng để tranh luận với họ anh ta sẽ không bị choáng ngợp bởi sự áp bức của những người anh em trong nhà thờ của mình anh ấy sẽ đi thẳng và mỉm cười trên khuôn mặt của mình anh ta chịu đựng những lời chỉ trích anh ta không bị lung lay anh ta không tham gia vào các cuộc tranh luận và thảo luận anh ta đã trao tất cả những điều này cho chúa mục sư của anh ta buộc tội anh ta trong công việc anh ta chán rằng trách nhiệm là vì sự phát triển của anh ta và công việc của thiên chúa biết rằng mục sư muốn điều tốt nhất cho anh ta anh quyết tâm giành lấy linh hồn từ bỏ công việc không tồn tại trong vốn từ vựng của anh sốt sắng công việc mà chúa đặt vào tay anh Ông là một người coi trọng công việc của Đức Chúa Trời, không ta tháng khi công việc kinh doanh không suôn sẻ, cầu nguyện liên tục, mặc dù ông không có câu trả lời của Chúa, nhưng ông tin chắc rằng Đức Chúa Trời đang lắng nghe lời cầu nguyện của ông và ông đã giữ lời cầu nguyện của mình trong chiếc cốc vàng trên thiên đàng. Và mặc dù ông đang ở trong những thử thách lớn trong nhà của ông, vì tiền bạc và không có việc làm, ông biết rằng Chúa Giêsu không bao giờ bỏ rơi ông mục đích của ông là vương quốc của chúa một người lính vĩ đại của thiên thượng kiên trì đã không quan tâm đến các chức phẩm và ảnh hưởng đến nhiều anh em để chống lại tội lỗi và thử thách ông là một chiến binh tâm linh một người đàn ông không chỉ thích tiếp thu kiến thức mà còn yêu thích thực hành kinh thánh một lý thuyết mà ông không phục vụ lời chúa phải được biến đổi thành hành động sống và thực hành rằng ngài đã làm một cách hoàn hảo anh ta có sự tham gia và rất tích cực trong công việc nhận thức được rằng Chúa đã gửi một thiên thần để bảo vệ anh ta và cho anh ta sự an toàn, ngay cả khi không nhìn thấy thiên thần này, đức tin của anh ta biết rằng anh ta đang ở bên cạnh anh ta. Ông đã nhìn thấy bằng đức tin, có lòng can đảm và thái độ trong công việc, làm việc với sự hài lòng, công nhân đủ tiêu chuẩn bởi Thiên Chúa, phù hợp với công việc tốt. Khả năng của anh ấy đến từ Thiên Chúa, anh ấy là một người đàn ông được đào tạo bởi Chúa Thánh Linh công việc của ông có hiệu quả nó tạo ra những hiệu ứng mà đức chúa trời mong muốn nó làm hài lòng người đàn ông về mọi mặt một người đàn ông hiệu quả trong mọi việc anh ta đã làm cho chúa tấm gương cư xử của anh ấy khiến mọi người đều muốn bắt chước anh ấy anh ta có sự tự chủ về tinh thần anh ta không mất bình tĩnh với những lời lăng mạ và tình huống bất lợi anh ta giữ cho mình bình tĩnh và thanh thản anh ta chấp nhận điều chỉnh để cải thiện hành vi của mình anh ta tự đánh giá bản thân và kiểm tra bản thân để xem liệu hiệu suất tinh thần của anh ta có tăng lên không anh ta phục tùng chúa và mục sư của mình không để cái tôi của mình phát triển anh ta cũng không muốn vĩ đại hơn bất kỳ ai khác mặc dù thất nghiệp anh ấy vẫn chung thủy một ngày nọ một giáo hội gửi một lời mời đến vợ ông cô rất vui và đưa ra lời mời cho chồng mình anh đã đến gặp mục sư của mình để xin phép phục sự trong nhà thờ này. Khi anh ta hoàn thành chức vụ của mình, mục sư mời anh ta đã đề nghị 4.000 đô la. Anh không muốn chấp nhận, vợ anh bảo anh chấp nhận vì anh không có việc làm. Anh ta nhận tiền vì vợ mình. Cũng chính nhà thờ đó, đã gửi lời mời lần thứ hai, đã đề nghị anh ta tiền. Anh không muốn chấp nhận nó. Mục sư khăng khăng rằng anh ta lấy nó và bảo anh ta nghĩ về những đứa con của mình. Nhà thờ đã gửi lời mời thứ ba. Anh ta không muốn đi vì anh ta không muốn nhận bất kỳ khoản tiền nào. Vợ anh nói rằng anh không có lựa chọn nào khác, anh sẽ phải chấp nhận vì lợi ích của gia đình. Thông qua nhà thờ này, ông trở nên nổi tiếng trong khu vực và bắt đầu phục sự trong một số nhà thờ. Bộ của ông có giá 10.000 đô la. Nhà truyền giáo này không còn thời gian để giúp đỡ mục sư của mình, lịch trình của anh ta đã đầy đủ và bắt đầu mất đi niềm vui được phục vụ Chúa vì tình yêu, anh ta không còn cầu nguyện nữa. Trong khải tượng của Satan và ba con quỷ chính, tôi thấy chúng đang ăn mừng sự sụp đổ của nhà truyền giáo này. Kế hoạch của họ để thuyết phục vợ của nhà truyền giáo, để biến anh ta trở thành một lính đánh thuê của vương quốc, một người bán tin mừng, đã trở thành sự thật. Satan nói: Tôi đã sử dụng người chăn cừu để cung cấp tiền cho anh ta, anh ta đã gieo rễ của lòng tham vào trái tim mình. Những con quỷ đã cười, vì đã biến nhà truyền giáo trở thành một lính đánh thuê của Đức tin. Nhiều tháng sau, ông rời nhà thờ. Ngọn lửa sống của Chúa Thánh Linh tắt, anh ta trở thành một người nghiện rượu, đánh đập vợ và thậm chí còn ngoại tình với những người phụ nữ khác. Vợ anh đang cầu nguyện trong nhà thờ nơi chồng cô đang tụ tập, cầu xin Chúa đưa anh trở lại người lính không có của cải vật chất đó chỉ có của cải tinh thần bây giờ anh ta có tiền nhưng anh ta đã mất đi của cải tinh thần đó là đức tính của anh ta anh đã cống hiến tất cả những gì vợ anh muốn thông qua tiền bạc nhưng cũng mang lại nỗi đau khổ lớn cho vợ anh người hiện thích cuộc sống cũ của cô khiêm tốn và hạnh phúc chúa chữa ung thư cho tôi sau những tiết lộ này tôi cảm thấy đau bụng dữ dội tôi biết rằng căn bệnh ung thư đang trở nên tồi tệ hơn tôi đã cầu nguyện với chúa rằng tôi không thể chết theo cách này tôi đã không hoàn thành sứ mệnh của mình tôi có nhiều linh hồn để chiến thắng một người đàn ông đến trước cửa nhà tôi và nói tôi không biết anh tôi là tôi tớ của đức chúa trời chúa gửi tôi đến đây để nói với bạn điều này tôi tớ hôm nay ta sẽ nhổ ung thư cho bạn người đàn ông đã bỏ đi Tôi nằm xuống giường trong đau đớn, một thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện ra với tôi. Tôi chỉ nhớ rằng tầm nhìn của tôi tối sầm lại và tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Khi tôi thức dậy, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa. Khi tôi vén áo lên, tôi nhìn thấy một dấu vết nhỏ trên bụng tôi. Nó trông giống như một vết cắt dao mổ. Một thiên thần xuất hiện với tôi và nói, "Tôi đã tước bỏ căn bệnh ung thư của bạn trong khi bạn đang ngủ." dấu ấn nhỏ bé mà tôi để lại là bằng chứng của phép lạ tôi đã đến bác sĩ để làm các xét nghiệm mới anh ta không tìm thấy gì và nói ung thư trong dạ dày của tôi đã biến mất không để lại sẹo bác sĩ nói làm thế nào điều đó có thể xảy ra ung thư được điều trị bằng hóa trị giết chết nó từ bên trong ung thư không được kéo ra khỏi cơ thể theo cách này ai đó đã cắt một chút trong bụng của bạn và anh ta đã loại bỏ ung thư làm thế nào có thể bác sĩ thiên tài đã thực hiện phép lạ này là ai tôi trả lời tôi không biết khi tôi thức dậy tôi đã có dấu ấn đó chúa jesus đã chữa lành cho tôi thưa bác sĩ tôi trở về nhà cảm tạ chúa về phép lạ này tôi quỳ xuống và đi cầu nguyện cô gái tinh kính ngày hôm sau tôi đi đến một nhà thờ Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi thấy trong một khải tượng, một cô gái tinh kính, là người vững vàng và bước đi trong sự công bình. Thanh niên của nhà thờ bắt nạt cô và gọi cô là lạ. Những con quỷ đã ném những chiếc phi tiêu xấu xa vào trái tim cô, để lại cho cô cơn thịnh nộ và nỗi buồn của nhiều người trong nhà thờ. Mỗi ngày cô đều bị cô lập và tách biệt với phần còn lại của tuổi trẻ. Tôi đã cầu nguyện và quở trách những quỷ dữ đã tấn công người thiếu nữ đó. Vào lúc kết thúc buổi lễ, tôi đã cầu nguyện và tôi thấy một tấm giáp ngực từ trên trời giáng xuống và che ngực của cô ấy. Đức Thánh Linh đã mặc khải cho tôi và nói, hôm nay tôi tớ của ta được nhìn thấy với tấm giáp ngực của công lý, sẽ không có phi tiêu xấu xa nào đi vào lòng cô ấy. Cô ấy được bảo vệ. Nói với cô ấy rằng tôi đã lau trái tim cô ấy, và cô ấy sẽ không bị tổn thương, cũng không giữ mối hận thù với những người này hôm nay tôi thanh lọc trái tim cô ấy tôi đến gần cô gái này vượt qua khải tượng và sự mặc khải của đức thánh linh cô ấy hạnh phúc và tiếp cận tất cả những người đã bức hại cô ấy đối xử tốt với họ các tôn giáo sai lầm khi trở về nhà tôi đã có một khải tượng về satan và những con quỷ của nó tạo ra các tôn giáo mới satan nói số lượng tôn giáo càng nhiều thì loài người sẽ càng bối rối họ sẽ không nhìn thấy con đường của sự thật nó sẽ giống như một cây kim nhỏ trong đống cỏ khô họ sẽ bối rối bởi rất nhiều cách đến nỗi họ sẽ không biết tôn giáo nào là đúng họ sẽ rất lạc lõng nếu không biết đường đi và nhiều người sẽ thích theo bất kỳ tôn giáo nào vì họ không biết điều đúng và bước đi theo cách riêng của họ sẽ dẫn đến cái chết chúng tôi sẽ nghĩ rằng tất cả các tôn giáo đều thuộc về đức chúa trời và do đó chúng tôi sẽ có được linh hồn của họ Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng các giáo hội và giáo phái giả trên thế gian. Chúng tôi có rất ít thời gian. Chúng tôi sẽ mang theo số lượng linh hồn lớn nhất bên mình. Nhà thờ sai. Chúng ta hãy tạo ra một số nhà thờ truyền giáo với các giáo lý bị pha trộn của họ, sử dụng các mục sư của chúng ta để giảng dạy một phút âm đã được sửa đổi và họ sẽ không bao giờ biết rằng họ đang đi lạc khỏi phúc âm chân chính và do đó chiếm được linh hồn của họ. Cuộc đấu tranh của chúng tôi là giành được số lượng Kitô tô hữu lớn nhất. Những người trên thế giới đã là của chúng tôi. Satan đập bàn vào giữa buổi họp và nói, chúng tôi có một vấn đề. Các nhà thờ bảo thủ chưa hiện đại hóa có thể tồn tại thêm 100 năm nữa mà không thay đổi và đổi mới học thuyết của họ. Những nhà thờ này có rất ít linh hồn mà chúng tôi đã chinh phục. Một số nhà thờ bảo thủ đã mở cửa để hiện đại hóa chúng tôi đã đạt được linh hồn ở đó thiểu số các nhà thờ đã đấu tranh chống lại sự hiện đại hóa của chúng ta chúng tôi sẽ nhấn vào họ không thể cưỡng lại chúng tôi sẽ làm họ kiệt sức và thu hút các thành viên của họ đi và tụ tập trong các nhà thờ hiện đại khi những mục sư bảo thủ này mất tư cách thành viên họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khuất phục trước sự hiện đại nếu không các nhà thờ của họ phải đóng cửa phù thủy. Tôi đã đi du lịch đến thành phố Đa Pang, thuộc đất nước Togo, Châu Phi. Khi tôi đến nơi, tôi thuê một ngôi nhà để ở lại một tháng ở nơi đó để thực hiện công việc truyền giáo. Vào lúc hoàng hôn, tôi có một tầm nhìn về một phù thủy, cô ấy vô hình và đi qua các bức tường. Cô có thể vào nhà, khiến mọi người sợ hãi và thường xuyên phát hiện ra những thứ có giá trị và sau đó ăn cắp cô biết người dân trong làng canh giữ tiền ở đâu trong nhà của họ nó khiến tôi không có lời giải thích làm thế nào một người có thể có nhiều thế lực xấu xa như vậy trở nên vô hình vài ngày sau khi thực hiện nhiệm vụ tôi đã gặp một người phụ nữ mà tôi đã nhìn thấy trong tầm nhìn của mình ở trung tâm thành phố cô ấy đã ở trong đám đông khi tôi đến gần cô ấy đã có một phản ứng kỳ lạ đối với sự tôn trọng của tôi cô đứng giữa đám đông và cô sợ hãi đi lùi về phía sau giữa đám đông đó tôi đã làm phiền cô ấy bây giờ tôi hiểu tại sao ánh sáng không phù hợp với bóng tối cô ấy rời khỏi sự hiện diện của tôi và chạy trốn khỏi tôi satan không muốn thấy tôi đến gần các công nhân của cô ấy để qua cuộc sống của tôi linh hồn tội nghiệp và nô lệ này sẽ được giải thoát tôi trở về nhà không hiểu phản ứng kỳ lạ của người phụ nữ này tôi đi cầu nguyện và trong khải tượng chúa giê xu đã cho tôi thấy lý do tại sao bà chạy trốn khỏi tôi trong khải tượng tôi đã ở trong hình dạng của lửa mụ phù thủy này cảm thấy nhiệt độ và bắt đầu di chuyển đi và bỏ chạy vì ngọn lửa phát ra từ tôi vì nó đã đốt cháy tất cả những điều xấu xa trong cuộc đời cô ấy sau khải tượng đó tôi đi ngủ tôi đã có một tầm nhìn phù thủy này đang đến gần nhà tôi Tôi đứng dậy và đi cầu nguyện. Tôi đã cầu xin Chúa Giêsu che nhà tôi bằng máu của Ngài, giống như Ngài đã làm với nhà của người Do Thái bằng máu chiên con để thiên sứ của sự chết không giết người. Cô ấy đến gần và cố gắng vào nhà tôi, nhưng máu của Chúa Giêsu đã bao phủ nhà tôi, ngăn cô ấy vào. Đức Thánh Linh mặc khải cho tôi, tôi có công việc trong cuộc sống của cô ấy. Khi tôi nghe những lời này, Tôi đã cầu nguyện lên Chúa Giêsu và cầu xin Ngài cởi bỏ lớp vỏ bọc thuộc linh. Mụ phù thủy vào trong nhà tôi, cố gắng làm tôi sợ. Cô ấy nói rằng cô ấy là một con quỷ. Tôi nói, "Bạn không phải là một con ma, chứ đừng nói đến một con quỷ, bạn cũng giống như tôi." Thiên sứ của Chúa là người giúp đỡ tôi trong cuộc giải cứu đã đi xuống đó với thanh gươm lửa và bắt giữ người phụ nữ đã cố gắng làm điều sai trái của tôi. Cô ấy có thể nhìn thấy thiên thần và cô ấy sợ hãi vì cô ấy không thể di chuyển, cô ấy đã bị mắc kẹt. Tôi nói với cô ấy, bình tĩnh lại, thiên thần sẽ không làm tổn thương bạn. Nếu bạn là một con quỷ, anh ta sẽ chém bạn bằng thanh kiếm lửa của mình. Thiên thần thả người phụ nữ ra. Tôi nói với chị ấy, tôi có thẩm quyền từ Chúa. Tôi có thể bắt giữ và thả bạn ra. Tôi đã cầu nguyện cho Chúa Giêsu để che nhà tôi bằng máu của Ngài, không để cho bạn đi. Cô đang cố gắng vượt qua bức tường để trốn thoát, nhưng sự bao phủ tinh thần của máu của Chúa Giêsu đã ngăn cô chạy trốn. Cô ấy nói, thuật sĩ của bạn đã làm điều đó như thế nào? Tôi không thể rời khỏi đây, bạn sẽ làm sai cho tôi. Tôi nói, tôi không đau, chỉ tốt. Trước khi bạn xuất hiện ở đây, Chúa giê đã chỉ cho tôi trong khải tượng, bạn làm mọi người sợ hãi bằng cách trở thành một con ma, và ăn cắp đồ vật từ các ngôi nhà. Bạn đã đến đây nhưng tôi không có giá trị hay của cải ở đây. Làm thế nào để bạn trở nên vô hình nếu bạn là xác thịt? Cô ấy trả lời, tôi không phải là người vô hình, cơ thể của tôi ở ngoài kia, chỉ có linh hồn của tôi bước vào nhà. Tôi đã có được sức mạnh của những con quỷ để xuất hiện với mọi người. Cùng một sự cuồng nhiệt tinh thần mà các Kitô hữu có, chúng tôi phù thủy cũng bị giật để hiểu các vùng lãnh thổ những con quỷ lấy linh hồn của chúng ta để làm việc cho chúng. Tôi đi vào bên trong những ngôi nhà để xem những người có giá trị gì, sau đó tôi cướp bóc. Thi thể của tôi đang nằm gần nhà bạn bên cạnh cổng của bạn. Khi tôi nghe báo cáo này, tôi đã chạy đến thi thể của cô ấy đang nằm trên mặt đất. Tôi đã cầu nguyện cho chị ấy và linh hồn của chị ấy đã trở lại với thể xác của chị ấy. Tôi nhấc cô ấy lên khỏi mặt đất cô ấy nói với tôi những linh hồn xấu xa những người đã cho tôi những khả năng tâm linh này đã gửi tôi đến đây để giết bạn không phải để ăn cắp bất cứ thứ gì tôi sẽ đi vì những linh hồn xấu xa đang đến để giải cứu tôi tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của họ từ xa tôi nói bạn không thể đi bạn đã thất bại trong nhiệm vụ giết tôi chúng ta ra khỏi sân và đến nhà tôi mụ phù thủy đi cùng tôi và chúng tôi bước vào nhà và đóng cửa lại. Tôi đã cầu nguyện lên Chúa để có được sự che chở thuộc linh của Ngài trên ngôi nhà đó. Mụ phù thủy nói, xin hãy để tôi đi, nếu không hôm nay bạn sẽ chết. Tôi nhìn thấy trong khải tượng ở phía bên kia của căn hộ áp mái, một quân đoàn quỷ bay quanh nhà và trên lầu, khắp nơi đều bị bao vây bởi những con quỷ. Những con quỷ giận dữ không thể vượt qua căn hộ áp mái để vào được họ muốn giết tôi. Công quốc của nơi đó nói, Kenjo, hãy thả người hầu của chúng tôi ra, cô ấy là phù thủy phù thủy của chúng tôi trong khu vực. Bạn làm công việc của bạn, và để cho người hầu của chúng tôi làm nhiệm vụ của chúng tôi. Thả cô ấy ra hoặc bạn sẽ tuyên bố cuộc chiến lớn nhất trong cuộc đời bạn. Cô ấy có giá trị đối với kế hoạch của chúng tôi. Chúa Giêsu đã ban cho tôi một buổi điều trần thuộc linh tôi có thể nghe thấy tiếng nói của họ và tôi trả lời họ linh hồn đó không còn thuộc về anh nữa cô ấy sẽ được chuyển đổi thành một con người mới mà bạn đã mất nữ phù thủy sợ bị đe dọa và muốn mở cửa để rời đi đức thánh linh đã tiết lộ cho tôi rằng có một con quỷ trong cơ thể của phù thủy muốn đi ra anh ấy cũng tiết lộ với tôi rằng những con quỷ sẽ giết chết nữ phù thủy tôi đặt tay lên đầu cô ấy và con quỷ xuất hiện. Tôi đã không trục xuất anh ta vì sự che phủ của huyết Chúa Giêsu đã ngăn anh ta rời khỏi nhà tôi. Linh hồn từ bên ngoài không thể vào được, linh hồn bên trong cũng không thể rời khỏi nhà tôi. Mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp, tôi và nữ phù thủy không thể ra ngoài và bị những con quỷ xé xác. Chúng tôi đã bị bao vây. Thiên thần giúp tôi xuống nhà, anh ấy là người duy nhất vượt qua được căn hộ áp mái. Khi anh ta đi xuống để giúp tôi, tôi đã đuổi con quỷ ra khỏi nữ phù thủy, nhưng con quỷ đó đã bị mắc kẹt trong nhà tôi, và không thể vượt qua vỏ bọc. Thiên thần đã bắt con quỷ đó và đi qua vỏ bọc đưa tôi ra khỏi nơi cư trú của mình, nhưng quân đoàn quỷ đã tấn công thiên thần phụ trợ, và họ bắt giữ anh ta trong cái lồng khổng lồ. Tôi nhìn thấy một ánh sáng rực rỡ trên trần nhà. Đó là ánh sáng rất rực rỡ phát ra từ bầu trời tổng lãnh thiên thần michael đi xuống với thanh kiếm tỏa sáng như một ánh sáng và tấn công quân đoàn đó thả ra thiên thần phụ trợ của tôi hai người đã làm cho quân đoàn quỷ dữ đó chạy trốn và hai thiên thần đó đã lên thiên đàng tôi cầu nguyện cho nữ phù thủy cô ấy được tự do trời đã sáng rồi xem tài khoản của cô ấy tên tôi là mali kauti và tôi có thể nói rằng Đức Chúa Trời đã ban thẩm quyền lớn cho mục sư này để thực hiện sự che đậy tâm linh đó bằng cách chặn lối vào ma quỷ. Tôi có nhiệm vụ giết mục sư. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ mất kỹ năng của mình và bị đánh chết vì những con quỷ biết rằng mục sư sẽ chiến đấu cho sự cải đạo của tôi. Cảm ơn Chúa, anh ấy đã không để tôi rời đi vào cái đêm đầy biến động đó. Tôi biết tôi sẽ chết nếu tôi đi ra ngoài tôi đã không nói bất cứ điều gì với mục sư về kế hoạch chết được trang bị cho tôi đức thánh linh đã tiết lộ cái bẫy chết cho người chăn cừu hôm nay tôi được tự do và phục vụ chúa tôi là mục sư Kenzo. tôi đã chiến đấu trong trận chiến thuộc linh lớn nhất vào đêm đó đó là một trong những điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi nếu tôi không có sự sống trên bàn thờ chị mali đó đã giết tôi hoặc quân đoàn quỷ đó sẽ vào nhà tôi và giết tôi và chị gái Mali. Nguồn, nhà truyền giáo Josivan, nhà thờ Mission of Nations, đi phép 2017.blogspot.com